sao cảnh đời này cơ hàn, năm nay cô đã không về. Thương xót sao cảnh nhà lại cơ hàn, năm nay con sẽ không về mẹ ơi. Rời vòng tay mẹ cha cô đã đi thật xa, vì quê nhà nghèo quá. Rồi trong đêm quanh vắng cô nhớ lại những ngày thơ, bếp lửa hồng mẹ kể câu chuyện vui. Xưa nay phân hoa cô lạc lõng đón giao thừa ấy, xem pháo hoa trên tivi màu. Phía bên kia đầu dây cha mẹ ơi có khỏe không, con đã nghe thấy tiếng chàng, tiếng xâm xịt của mấy đứa em. Năm nay nhà mình thiếu con, mẹ ơi con không về, bánh kẹo chưa phân con ra. Bên mẹ là mùa xuân xa.